Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Thiên Sư Cầm. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kỹ thuật nuôi chim chìa vôi đúng cách và hiệu quả nhất nhé. Một, cách thuần hóa chim. Chim chìa vôi thường được bẫy ở trong tự nhiên, cho nên chúng thường khá nhút nhát. Vì vậy, khi vừa bắt chim về, nên cho chúng ở gần khu vực nuôi gia cầm của bạn để chúng quen. Tiếp theo, khi cho chúng vào chuồng, các bạn nên che kín vải, dần dần mới mở ra để chúng tiếp xúc với con người từ từ. Lồng nuôi chim phải được làm bằng tre hoặc mây, không cần quá rộng rãi. Bên trong chuồng phải có cốc uống nước, cốc ăn hạt và cốc ăn côn trùng riêng. Người nuôi thường cho chìa vôi ăn các loài côn trùng và sâu bọ. Bên cạnh đó còn thường xuyên bổ sung các loại trái cây, mọng nước cho chúng để chim tăng trưởng nhanh về kích thước. Người nuôi có thể cho chúng ăn thêm bột đậu phộng hoặc kê trộn với các lòng đỏ trứng gà. Về chăm sóc sức khỏe, nên tắm 1 tuần 1 lần cho chim vào mùa hè, mùa đông có thể 1 tháng tắm 1 lần. Các bạn có thể tham khảo nước tắm chim cảnh Thiên Sơn, giúp cho chim có thể loại bỏ được hoàn toàn giận mạt. Hy vọng rằng video này đã có thể giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức để nuôi chim chìa vôi hiệu quả. Và nếu thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi được nhiều hơn những video từ Thiên Sư Cầm nhé.